nghệ sĩ Vĩnh Yên sẽ kéo đến kết quả tốt đẹp. Mỗi người một việc, hãy chấm dứt tất cả những yếu tố đã bị cắt rời lại với nhau để trở thành, để tạo thành một yếu tố vững nhất và đưa chiếc tắc cờ của mình bay cao trên không trung. Lưu ý là khi lá cờ của chúng ta bay cao trong không trung rồi thì chúng ta không được dùng tay để tác động vào cây cờ, mà chỉ dùng những sợi dây để căng và neo mà thôi. Chúng tôi đã gợi ý một cách rất rõ ràng rồi. Bay cao trong không trung nhưng phải vững chắc mới được, phải vững chắc, phải cực kỳ vững chắc. Mọi vấn đề trong công việc của vậy, bay cao bay xa, vươn cao vươn xa, nhưng phải bền vững mới khẳng định được thương hiệu của mình. Vẫn còn thời gian. Chiếc lá cờ của đội số 1 đã bay cao trong không trung, nhưng chúng ta xem thử nó có bền vững hay không. Vẫn còn thời gian thử đáp. Thì nó sẽ như thế nào? Sự tính toán rất sai số của team số 3 và họ mất thời gian rất nhiều. Cố lên!
những sợi dây của nhau. Và còn lại là phối hợp những sợi dây của nhau để làm sao có được sự bền vững nhất. Không tắm được cái gì đâu, thêm sợi dây nữa đi. Ba mươi, hai chín, hai tám, hai bảy. Đến đâu quý chị các bạn nha. Không sao, không sao, không sao cả, không sao cả. Lần sau chúng ta chơi tốt hơn. Lần sau chắc là năm sau. Năm sau chúng ta chơi cái khác. Ok, quý chị và các bạn thân mến, thương hiệu của chúng ta, hình ảnh của chúng ta đã bay cao trong không trung với sự góp sức của tất cả các thành viên trong đội. Và tiêu chí của thử thách này để chúng ta có được kết quả lớn nhất, đó là chiếc lá cờ của chúng ta phải bay cao trong không trung. Và bay cao chưa đủ, nhưng bay cao chưa đủ mà bay cao phải bền vững. Cả chúng ta cũng vậy, trong công việc của mình cũng vậy, đúng không? Nếu như quý chị các bạn chúng ta bay cao bay xa quá, chúng ta đạt được những mục tiêu nhanh quá nhưng sự bền vững của mình không có, thì chắc chắn chúng ta rất dễ đổ vỡ, đúng không? Ok, chung là cờ của team số 1 rất cứng, rất vững, tuy có hơi quẹo quẹo một chút xíu. Đó là xe tay của các anh số 1. Và đây cũng không kém, đúng không? Đây cũng không kém. Đây, tác động của mọi thứ xung quanh. Ví dụ như chúng tôi là xung quanh này, chúng tôi là những yếu tố phá hoại đi, đúng không? Nhưng tiếp tục là sự đồng lòng và sự phối hợp của những sợi dây neo, chúng ta hãy làm gì? Chúng ta làm gì vững chắc không? Rất vững chắc, đúng chưa? Ok, và tiếp tục hãy xem đây. Ví dụ như chúng tôi là những gọi là những thành phần xấu, chúng tôi tác động vào, đúng không? Chúng tôi là thành phần xấu mà. Chúng tôi là thành phần xấu. Đâu phải là môi trường xã hội, đâu phải lúc nào cũng là êm đềm, cũng là tạo điều kiện tốt cho tất cả quý anh chị, đúng không? Chúng tôi là thành phần xấu, bây giờ chúng tôi phá, chúng tôi rồi là, đó, chúng tôi công kích. Vậy thì có sự bền vững hay không? Và phối hợp, chuyện còn lại là tiếp tục là sự phối hợp. Phối hợp làm sao? Phối hợp như thế nào? Đó, của tập thể. Rồi, phối hợp làm sao? Phối hợp như thế nào? Của sự tập thể, đúng không? Rồi, ok, và tiếp tục bên này, tôi tiếp tục phá hại bên này, để xem thử như thế nào. Cứng không? Mời không? Chỉ còn lại là các cái tập thể hãy chung tay góp sức bảo vệ thành quả của mình, đúng không? Ok, bảo vệ thành quả của mình. Và bên này thì sao? Bên này cố gắng chứng kiến. Và xin chúc mừng lá cờ bay cao và vững trong không trung. Hai tiêu chí, thứ nhất cao, thứ hai là vững. Độ bền vững thì hai đội bằng nhau, nhưng về độ cao thì xin chúc mừng cho team số 2 một lần nữa. Xin chúc mừng team số 2. Quý chị các bạn thân mến,
hãy làm việc bằng cả trái tim để chúng ta có được thành quả như thế, đúng không? Rồi, xin chúc mừng team số 2 là một lần nữa chúng ta đã vượt lên. Về thứ 2 xin chúc mừng team số 1 và về thứ 3 xin chúc mừng team số 3. Xin mời các đội chúng ta hạ cờ, thâu gom tất cả lại và giữ cây cờ lại của mình ban đầu. Giữ cây cờ của mình là vị trí ban đầu. Rồi, xin mời hạ cờ, thâu gom tất cả. Rồi hãy cùng chung tay với nhau hạ cờ, thâu gom tất cả lại và giữ chiếc lá cờ của đội mình lại giống như ban đầu.